Hi, xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Vậy là một năm mới nữa lại đến rồi. Hôm nay mình mới có dịp sắp xếp lại những chai nước hoa mình đang có và chọn ra những mùi hương mà mình thích nhất trong năm 2019. Bạn có muốn biết là năm mùi hương xuất sắc nhất trong năm vừa qua của mình là gì không? Hãy cùng bắt đầu với mình ha. Để mở đầu cho top 5 ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến với các bạn chai Rosa Elixir. Đây là chai nước hoa mình sử dụng rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Rosa Elixir ra mắt vào khoảng năm 2016, nồng độ là Essence de Parfum. Với mình đây là một mùi hương rất là bánh bèo. Đây là hợp hương của các loại quả đỏ chín mọng, quả dâu, nè, quả đào. Dry down xuống thì có hoa hồng và quyện với hương gỗ khô. Đây là một mùi hương rất là nịnh mũi và theo mình là gợi cảm. Với cái nồng độ Essence de Parfum thì chai này nó giữ mùi không được lâu lắm, nhưng mà cái độ tỏa hương xung quanh rất là tốt. Đây là một mùi hương lãng mạn, trong trẻo, với mình là rất là dịu dàng và đáng yêu. Top 5 ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một chai nước hoa mà mình vừa mới mua được trong năm nay mà mình rất là thích. Đó chính là chai MFK Grand Soir. Đây là chai Grand Soir. Thì chai Grand Soir này ra mắt vào khoảng năm 2016, thuộc nhóm Oriental, tức là mùi hương phương Đông. Và theo thông tin từ hãng thì hiện nay chai này đã discontinue rồi. Chủ đạo của Grand Soir là vani và hổ phách. Thì vani và hổ phách ở trong Grand Soir này được làm rất là mượt mà, tạo nên một cái hợp hương rất là ngọt ngào và theo mình thì rất là hợp để sử dụng vào những tiết trời lạnh lẽo khi mùa đông, những thời khắc cuối năm hoặc là những ngày đầu năm mới giống như bây giờ. Thì tuy là một mùi hương ngọt ngào, ấm áp, nhưng đối với mình Grand Soir làm mùi rất là khác biệt và theo mình là rất là riêng biệt giữa rất là nhiều mùi hương ngọt ngào khác ha. Chai nước hoa thứ ba mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay là một chai nước hoa của nhà Natsumoto, đó chính là chai Narcotic V. Thì đây là chai Narcotic V. Đây là một cái chai rất là nhỏ, dung tích của nó chỉ có 30ml thôi và duy nhất một nồng độ là Extrait de Parfum, tức là bám lâu và tỏa ra xung quanh rất là tốt. Narcotic V hay là Narcotic Venus by Natsumoto, dịch ra thì có nghĩa là tình dược của nữ thần Venus. Nghe thì hơi ghê nhưng mà đây là một mùi hương rất là dễ thương. Đây chủ đạo là các nốt mùi hoa trắng, hoa huệ tuberose, jasmine và hoa lily làm rất là tốt trên balance gia vị, tạo nên một cái hợp hương với mình nó là hơi khó miêu tả, nhưng mà đây là một mùi hương đẹp đẽ và theo mình là rất là nữ tính. Do nồng độ Extrait de Parfum nên vậy bạn chỉ cần khoảng từ 2 đến 3 xót xịt là đủ để thơm cả ngày rồi. Chai nước hoa thứ tư là một chai nước hoa của nhà Tom Ford mà gần đây mình có làm video review và mình rất là thích. Đó chính là chai Tom Ford Lost Cherry. Đây chính là chai Lost Cherry. Thì Lost Cherry thuộc bộ sưu tập cao cấp Private Blend của Tom Ford, ra đời vào năm 2018. Giống như cái tên vậy thì mùi hương chủ điểm này là quả cherry chín. Khi mà mình vừa mới xịt ra thì mình sẽ ngửi ngay được mùi quả cherry đỏ tươi, mọng nước và rất là thơm. Sau một khoảng thời gian mùi hương nó bắt đầu dry down xuống thì mình có thể nhận ra mùi quế, mùi đậu tonka và bắt đầu đến cái nốt mùi chính là hương thuốc lá. Mùi thuốc lá khô quyện với lại cherry và quế rất là hút mũi luôn. Với mình đây là một mùi hương sang trọng, đậm chất unisex, cả nam và nữ đều xài được và rất là đáng để đầu tư. Đây là chai Tom Ford Lost Cherry ha. Chai nước hoa cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay là một siêu phẩm của nhà By Kilian. Đó chính là chai Good Girl Gone Bad bản Extreme. Đây. Good Girl Gone Bad bản Extreme chính là bản nâng cấp của Good Girl Gone Bad, một trong hai sản phẩm iconic, tức là sản phẩm chủ đạo của hãng By Kilian cùng với huyền thoại Straight to Heaven Extreme. Thì Good Girl Gone Bad Extreme vẫn là cơn lốc hoa bất tận. Hoa nhài, hoa hồng tháng 5, hoa mộc và hoa huệ trắng Ấn Độ là hot note, tức là trái tim của cái mùi hương này. Với mình đây là một mùi hương đầy biến hóa và được làm cực kỳ phức tạp luôn. Nếu mà bạn không quan tâm đến cái mức giá đắt đỏ của nó tầm khoảng 1,6 triệu tới 1,8 triệu cho 10ml thì với mình đây là một mùi hương tạo nên một cái sức hấp dẫn không thể chối từ dành cho phái nữ. Thì mình đã kết thúc top 5 chai nước hoa nữ mà mình thích nhất trong năm 2019 rồi. Còn bạn thì sao? Bạn thích nhất chai nước hoa nào trong năm nay? Mình có thể chia sẻ với mình dưới cái video phía dưới ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình. Bye bye.